chào quý vị, các anh chị và các bạn. Thì bữa nay mình nhận được một hàng, một số cái vật phẩm mà để sử dụng cho cái máy cơ chén. Thì nó gồm có là muối, dầu bóng và viên rửa nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ mở ra nha. Đây, đưa lên cho các bạn xem đó, cái toa hàng trên mạng, mua trên mạng. Tại đây nó không có mấy cái này cho máy cơ chén. Rồi, khui. Có magie, có sắt, có nói chung là rất là nhiều tạp chất của nó nha. Thì như vậy á, cái máy rửa chén á, nó làm việc là nước nóng từ khoảng là lên tới 70 độ các bạn. Thành ra là nó vẫn dễ bị kết tủa, tức là đóng ván á, các bạn nấu nước ở trong bình siêu top cũng như là trong cái ấm bình thường, các bạn thấy sau thời gian nấu là nó đóng với một lớp ván, đó là canxi mà nhê thế này khác vô hoàn tạp chất rất là nhiều. Thì cái muối nó sẽ hỗ trợ cho máy rửa chén là tránh nước sẽ bị cất tủa khi mà trong cái môi trường nhiệt độ là coi như 70 nước 70 độ C á, tới 70 độ C các bạn, thành ra là nó sẽ bị đóng ván và nó nghe từ ống trong máy đó, làm cho cái máy rửa chén sẽ bị hư hỏng ha. Thành ra là cái công dụng của nó là làm mềm nước, và cũng nói là muối này không phải giống như là muối ăn nha các bạn, không có giống, nó khác nha. Mà nó là một cái môi chất khác để mà nó hỗ trợ cho nước không bị kết tủa khi gặp nhiệt độ cao đó. Thì ở đây là mình mua là 4 kg, nhưng mà có lẽ là khuyến mãi hay sao, thành ra tới 4,5 kg đó các bạn. Tại vì bọc cái rưỡi, mà đây là 3 bọc thì là 4,5 kg, mình đặt hàng có 4 kg thôi nha. Đó, thì đây là muối nha các bạn, để quên quên. Còn cái này là dầu bóng nè các bạn, hay là nói chung là còn gọi cái tên của nó là gọi là hỗ trợ cho xả trong quá trình rửa chén á. Thì nói chung cái này á,
thì nó sẽ làm cho cái chén bát nói chung mà mình là tự nhiên sau khi rửa xong á thì nó rất là bóng. Ở đây thì dung lượng của nó là 750 ml nha các bạn nha. Cái dung tích của cái chai này là 750 ml, và đây là cái phần nước làm bóng cho chén, dĩa, tô, vô vật. Thì cái này cũng là hàng nhập khẩu luôn. Đến cái này là cái phần của viên rửa này các bạn. Viên rửa thì ở đây thì 120 tháp, tức là 120 viên đó các bạn nhé. Cái số lượng nó là 120 viên. Thì thông thường viên này là mình xài trình độ phân nửa các bạn, phải lấy dao chặt đo mới được nhé. Và cái này là cái viên để rửa đó. Chứ chúng ta không thể rửa là giống như là nước rửa như mình rửa bình thường, mình mua mình rửa tay á thì là mình rửa nó bằng cái tháp đó. Nhưng mà cái này á thì nó thay thế cho cái đó và không thể rửa cái loại khác mà chính là rửa loại này. Chứ một là dạng thứ hai là dạng bột, dạng là dạng viên nha các bạn, còn dạng thứ hai là dạng bột. Thì cái này nó là 120 viên nè các bạn ha. Như vậy thì nếu một lần rửa nửa viên thì nó sẽ tăng số lần rửa lên. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành khui ra nha các bạn, cho các bạn biết luôn. Rồi cái này là dầu bóng nè các bạn, dầu làm bóng chén đường đi chung, nói chung là ly vân vân. Thì bây giờ tôi cũng khui luôn. Cái này nó là chắc lắm, chắc không lót đâu, khui ra cho các bạn coi. Đó, đây nha các bạn, nó là chắc lắm một len. Đó, tôi sẽ review cái hướng dẫn sử dụng nữa, thành ra là lúc có các bạn xem xong cái phim của hướng dẫn sử dụng người sẽ thấy này nó chắc là cũng không có lót rồi. Giờ khui cái thứ ba là khui viên rửa, nó có tem chống hàng giả rồi các bạn, cái nào cũng có chứ, tem chống hàng giả luôn. Rồi quên nhắc các bạn nè, cái này là có chữ label đó, cái này là hương chanh nha các bạn. Cái viên rửa này là hương chanh nha các bạn. Mình rửa xong thì chén bát rồi nói chung có ly rồi thì nó sẽ có cái hương vị của chanh. Bây giờ mình cũng đây có tem chống giả luôn nha các bạn. Đó, bây giờ để mình cũng lấy quay mở thấy nó hơi khó. Rồi sắt tem luôn. Đây, nó đây các bạn,
ha. Đây một viên này, cái này dễ nhầm, kẹo quá, dễ quá, quá trời luôn. Đây đóng luôn. Đây là viên rửa nha các bạn. Cũng còn một dạng bột rửa nữa, nhưng mà để những lần sau mình sẽ làm bột rửa và sao còn kích mắt là mình sao những rửa. Giờ mình bỏ vô, mình chỉ khui một viên cho anh em coi thôi, khui một viên coi ở trong này nó có cái gì. Ồ à, sao nó bị nó giống như muốn bể các bạn, xin lỗi các bạn nha. Đó, nó bể trong này, thành ra mình không đổ ra được. Rồi vậy coi như là mình có ba thứ để mà xài cho cái máy rửa chén: một muối, hai là dầu bóng, và thứ ba là nhiên rửa này nè các bạn nha. Ba thứ như vậy. Rồi vậy thôi, cái này là khui để cho các anh chị và các bạn coi như là biết được cái những cái mà chúng ta xài cho máy rửa chén nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đồng hành cùng kênh YouTube của mình. Xin cảm ơn rất nhiều. Bye bye.